Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ chuyện đệ nhất danh sách. Tập 10. Chương 91. Tào Ngộ. Hứa Man rất cẩn thận. Đầu tiên hắn giả bộ như cái gì cũng không biết, từ từ đi qua cửa hàng. Đợi tới khi hắn xác nhận đã rời xa cửa hàng thì lập tức gọi người bao vây cửa hàng lại. Bọn họ từng ly từng tí vòng trở về. Năm tổ đội khác cũng dần tới gần, máy truyền tin được gắn trong nón khiến việc liên lạc trở nên thuận tiện hơn. Hứa Man dẫn đội chậm rãi đi tới hướng cửa chính, cứ như vừa kiểm tra xong vòng lại, không có gì khác thường cả. Dãy tác chiến của họ có đế cứng, đi trên đường xi măng không thể không phát ra âm thanh, vì thế lựa chọn giả trang bình thường là chuyện tương đối khá. Có điều khi Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng bước chân vòng về, hắn không khỏi thầm thở dài. Hắn biết không ai may mắn mãi được. Nếu bây giờ hắn còn nghĩ đối phương không phát hiện mình thì quá mức ngu xuẩn rồi. Việc tổ đội của họ vòng về thì dù có cố gắng giả bộ thế nào đi nữa, Nhâm Tiểu Túc cũng hiểu rõ ít nhiều mình đã bị phát hiện rồi. Nhất thời Nhâm Tiểu Túc có phần đau lòng, hắn để bao vàng xuống, quyết định vứt bỏ nó. Hiện giờ phải chạy trốn giữ mạng, hắn đâu có cần vàng mà không cần mạng chứ. Dù hiện tại khí lực của hắn lớn hơn nữa nhưng lưng mang theo một bao vàng vẫn ảnh hưởng tới tốc độ của hắn, thậm chí ảnh hưởng tới sự cân bằng khi di chuyển nữa. Từ trước tới giờ tuy Nhâm Tiểu Túc yêu thích tiền bạc nhưng cũng chỉ là thích mà thôi, không hề trầm mê hay cố chấp. Không riêng gì vàng, ngay cả áo khoác Nhâm Tiểu Túc cũng bỏ lại. Nếu lúc này hắn lấy áo khoác thì âm thanh nhất định không nhỏ. Nhâm Tiểu Túc quay người uyển chuyển chạy vào sâu bên trong cửa hàng. Cửa hàng này rất lớn, cao chừng vài tầng, e rằng bên ngoài đã bị bao bây. Nhâm Tiểu Túc sẽ không dùng mạng của mình để thăm ở đó có người không. Vạn nhất vừa mở cửa đã bị người ta bắn cho một phát thì tồi. Vì thế Nhâm Tiểu Túc muốn chạy lên lầu. Trong trí nhớ của Nhâm Tiểu Túc, bên cạnh cửa hàng này có một ngôi nhà khác đủ cao. Nơi này từng là trung tâm phồn hoa, chắc chắn không chỉ có chỗ này lẻ loi trơ trọi. Nhâm Tiểu Túc không phải người lỗ mãng. Hứa Man có thể thông qua năng lực quan sát nhập vi mà phát hiện trong tiệm vàng có người. Nhâm Tiểu Túc cũng cùng lúc phát hiện và tìm cho mình đường lui. Hai tòa nhà này có khoảng cách chừng 20 mét. Nhâm Tiểu Túc có lòng tin với sức mạnh và tốc độ hiện tại của mình, hắn hoàn toàn có thể nhảy qua. Hứa Man dẫn theo tổ đội tác chiến chậm rãi tiến vào cửa hàng. Họ dùng đèn pin rọi vào, xóa tan không gian u tối. Bất quá vừa vào chưa được bao lâu, Hứa Man đã thấy áo khoác bọc vàng mà Nhâm Tiểu Túc vứt ở gần cửa. Hắn nói với thiết bị truyền tin, xác nhận tung tích mục tiêu. Mục tiêu đã phát hiện bên ta vây bắt, đang lẩn trốn theo hướng khác. Mục tiêu cực kỳ cẩn thận. Lúc này, âm thanh khánh trần vang lên, là ai? Hứa Man do dự một chút, có lẽ là lưu dân Nhâm Tiểu Túc, nhưng vẫn chưa thấy được mục tiêu, vô pháp xác nhận. Không nhìn thấy mục tiêu sao ngươi biết là Nhâm Tiểu Túc? Khánh Trần hỏi, phát hiện manh mối gì sao? Hứa Man chần chờ một chút, chúng ta phát hiện một đống vàng trong này. Xem chừng chỉ có tên tiểu tử đó mới thích vàng như vậy. Khánh Trần cười rộ lên. Hắn cũng đồng ý với phán đoán của Hứa Man, mục tiêu của Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận là bí mật của Cảnh Sơn. Hai người họ sẽ không bị vàng hấp dẫn, ít nhất vàng không phải mục tiêu ưu tiên của họ. Ai chạy lại đi xa như thế, trải qua nhiều nguy hiểm và sợ hãi, kết quả chỉ vì một ít vàng. Nếu Nhâm Tiểu Túc biết suy nghĩ này của Hứa Man và Khánh Trần, hắn nhất định sẽ nói, vàng đáng yêu như thế, mắc gì không khiêng nó đi. Lúc trước La Lam và Lưu Bộ cũng bảo Nhâm Tiểu Túc là lưu dẫn, có điều Khánh Trần vẫn không tin hoàn toàn. Hắn là một người đang nghi, dù tất cả mọi người bảo Nhâm Tiểu Túc chỉ là lưu dân, hắn vẫn không phớt lời Nhâm Tiểu Túc. Có lẽ đó chỉ là lớp ngụy trang của tân này. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không phải lưu dân thông thường. Những người xuất hiện ở đây lại có mục tiêu là bí mật Cảnh Sơn thì chắc chắn không phải người bình thường. Giờ khắc này Khánh Trần bật cười, hắn bỗng cảm thấy Nhâm Tiểu Túc sẽ không hứng thú về bí mật của Cảnh Sơn, ít nhất hắn hứng thú với vàng hơn. Khánh Trần nói, Nhâm Tiểu Túc rất có ý tứ, bắt hắn tới gặp ta. Vâng. Sau một khắc, nhân viên tác chiến phân ra tiến vào cửa hàng như những con rắn đen đang di chuyển.
mục tiêu chạy trốn tới lầu 2, mục tiêu chạy trốn tới lầu 3. Hứa Man không ngừng nhận được tin mới từ trong máy liên lạc. Lúc này họ đã thấy dấu chân trên mặt đất của Nhâm Tiểu Túc. Do bị phong ấn quanh năm nên trên nền gạch là một lớp bụi dày. Chỉ cần có người đi qua sẽ lưu lại dấu chân. Tìm được hành tung của Nhâm Tiểu Túc là một chuyện tốt. Chỉ là Hứa Man nghĩ tới một vấn đề. Tòa nhà này cao 6 tầng, e rằng cao 30 đến 40 mét. Nhâm Tiểu Túc một đường chạy lên cao, kết quả sẽ không còn nơi nào trốn. Nhâm Tiểu Túc bị ngu à, chạy trốn lại lựa đường cùng. Hứa Man dẫn theo tổ đội chạy đuổi lên lầu, đồng thời nhớ tới những chi tiết liên quan tới Nhâm Tiểu Túc từ lúc tàu ngộ. Thiếu niên phát hiện bọn họ vòng về thì chẳng chút do dự bỏ vàng mà chạy thoát thân với tốc độ nhanh nhất. Đối phương tham tiền nhưng không yêu tiền. Vạn nhất phát hiện bản thân gặp phải nguy cơ sẽ không ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào mà vứt bỏ tiền tài. Dựa theo tư duy của người bình thường, họ sẽ cầm vàng chạy trốn một lúc, khi phát hiện vàng trở nên vướng víu mới vứt bỏ. Đây là bản tính thường thấy của con người. Có điều Nhâm Tiểu Túc không như thế. Hắn vứt bỏ vàng một cách cực kỳ quyết đoán. Hứa Man hiểu rõ, thiếu niên là đối thủ của mình không hề đơn giản. Hắn có bản năng sống rất lớn cùng lý trí thanh tỉnh vô cùng. Hơn nữa cho dù mục tiêu họ nhắm tới là kẻ khờ thì Hứa Man cũng xem đối phương là người thông minh nhất trên đời mà đối đãi. Đây là kiến thức chiến đấu thông thường. Nhâm Tiểu Túc một đường chạy trốn là vì đó chính là đường sống. Thế nhưng đây lại là một tòa nhà độc lập. Nhâm Tiểu Túc có thể chạy trốn tới đâu? Không đúng. Hứa Man chợt nhớ bên cạnh, cách tòa nhà này chừng 10 mét có một tòa nhà khác thấp hơn. Nói không chừng Nhâm Tiểu Túc sẽ chạy trốn theo đường này. Lúc trước Hứa Man không nghĩ tới chỗ này là vì không ngờ tới Nhâm Tiểu Túc có khả năng sẽ nhảy qua được. Bởi vì chính Hứa Man cũng không làm được. Thế nhưng cách nghĩ này có chỗ sai lầm. Người bình thường thường dùng năng lực của mình để đánh giá năng lực người khác. Mình không làm được thì người khác cũng vậy. Có điều Hứa Man không làm được không có nghĩa Nhâm Tiểu Túc cũng vậy. Hứa Man nói lớn với máy truyền tin, tổ tác chiến bên ngoài phong tỏa tòa nhà kết bên đi. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 92, chân tướng phơi bày. Hiện tại đi bao vây tòa nhà kia đã trễ. Chỉ là Hứa Man có phần nghĩ mãi không thông. Nếu Nhâm Tiểu Túc có thể nhảy qua tòa nhà kia, vậy sức mạnh và tốc độ của hắn đã đạt tới trình độ gì rồi? Hứa Man nói với nhân viên tác chiến khác, các ngươi tiếp tục đuổi lên đi. Nói xong Hứa Man quay đầu xuống lầu, trực tiếp chạy tới tòa nhà bên cạnh. Bấy giờ Hứa Man tin chắc Nhâm Tiểu Túc sẽ không chạy lên sân thượng để thúc thủ chịu trói. Nhất định thiếu niên kia muốn nhảy qua tòa nhà bên cạnh. Ngay khi hắn vừa đi khỏi tiệm vàng chừng 10 bước, ngẩng đầu liền thấy Nhâm Tiểu Túc bay qua đầu mình. Tốc độ thiếu niên nhanh tới kinh người, hắn giãn thân thể ra cực rồi phóng tới tòa nhà đối diện. Trong nháy mắt đó, Hứa Man cứ như thấy một con chim vươn cánh bay đi. Hứa Man hít một hơi sâu, hắn vừa chạy tới tòa nhà bên cạnh vừa nói, cần phải ước định lại thực lực của mục tiêu Nhâm Tiểu Túc. Lặp lại, cần phải ước định lại thực lực mục tiêu. Thiếu niên này không đơn giản như họ tưởng. Cấp độ nguy hiểm không chỉ là cấp F. Hứa Man điên cuồng chạy lên lầu tòa nhà bên cạnh. Có điều lúc này hắn lại nghe tiếng nổ vang từ trong trung tâm thành thị. Tiếng nổ ầm khuếch tán và rung động trong không khí như một hồi chuông cảnh tỉnh. Hứa Man đứng trên tòa nhà tối đen nhìn về phía đó. Trong lòng hắn không khỏi kinh nghi. Đây là âm thanh gì? Dường như cách nơi này không xa. Trước đó một khắc, cũng là lúc Nhâm Tiểu Túc phóng qua tòa nhà bên cạnh. Hắn bay vút lên không trung thì thấy ở tòa nhà chọc trời bị gãy đôi kia có người. Vốn hắn tính chạy tới nơi đó, bây giờ cách tòa nhà chọc trời cũng không quá xa. Một khắc sau, hắn đứng nhìn toàn cao ốc chọc trời đó. Lúc này, những khung thép của tòa nhà chẳng khác nào xúc tu của ma quỷ muốn phá nát bầu trời. Ở chỗ đứt gãy kia, một cô gái đội nón lưỡi chai đứng dưới ánh trăng cầm cây súng ngắm ta lớn. Chỉ thấy cô gái một cước dẫm nát biên giới đứt gãy, hai tay cầm súng gác lên chân, lên đạn, ngắm bắn. Nhâm Tiểu Túc không biết cây súng kia Dương Tiểu Cận lấy từ đâu,
hắn bỗng nhiên nhìn về phía Dương Tiểu Cận ngắm bắn. Ở đó vừa vặn là thân ảnh của Khánh Trần mặc âu phục trắng. Nhâm Tiểu Túc ở giữa Dương Tiểu Cận và Khánh Trần nên hắn thấy rõ tình huống phía bên thiếu niên kia. Nguyên lai, Dương Tiểu Cận tới đây không vì thăm người thân, cũng không phải bí mật cảnh sơn. Mục tiêu của nàng từ trước tới giờ là hạ sát thiếu niên kia. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ quá sâu xa, hắn đoán sau lưng Dương Tiểu Cận có một tổ chức, mỗi tổ chức lại có cơ quan tình báo riêng nên Dương Tiểu Cận biết được sớm muộn gì Khánh Trần cũng tới đây. Hiện giờ đã ở trong cảnh sơn, chân diện mục của nàng cũng phơi bày, lộ ra khả năng giết chóc mạnh mẽ nhất của mình. Bỗng nhiên kỹ năng súng ống cao cấp xuất hiện trong đầu Nhâm Tiểu Túc. Hắn nhìn về phía thanh niên mặc âu phục kia. Cự ly mục tiêu rất xa nên phải cân nhắc nhiều yếu tố. Khoảng cách giữa hai người họ nếu không có sự hỗ trợ gì khác chắc chắn không bắn trúng. Nếu không có vật tham chiếu thì làm sao bắn lén thành công được. Lúc này, Lạc Hinh Vũ đứng cách thiếu niên âu phục không xa, tóc dài rủ xuống trước mặt không ngừng lay động theo gió. Trong chớp mắt, bỗng nhiên tóc của Lạc Hinh Vũ không bay nữa, Nhâm Tiểu Túc liền hiểu rõ chính là lúc này. Chẳng biết từ khi nào Lạc Hinh Vũ đã thoát khỏi gông xiềng trên tay mình. Nàng lấy một chuôi dao màu đen từ dưới mái tóc dài ra tấn công Bảo Tiêu bên người Khánh Trần. Bảo Tiêu không lùi mà tiến, hai tay lóe lên ánh sáng trắng như hai cánh quạt xoắn về phía Lạc Hinh Vũ. Lưu Bộ ở bên cạnh bị dọa cho ngây ngốc. Hắn không ngờ Lạc Hinh Vũ mình biết bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Lạc Hinh Vũ nũng nịu nhu nhược đâu mất rồi. Người này là ai? Chủy thủ trong tay Lạc Hinh Vũ chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật lộ ra năng lượng ngập tràn. Nhân viên tác chiến bên cạnh thấy thế thì nhao nhao giơ súng nhắm bắn Lạc Hinh Vũ. Nếu Bảo Tiêu của Khánh Trần địch không lại, họ sẽ lập tức nổ súng phong tỏa Lạc Hinh Vũ, phòng ngừa Lạc Hinh Vũ ám sát Khánh Trần thành công. Có lẽ Lạc Hinh Vũ cũng chẳng muốn giết ai, nàng chỉ tranh thủ thời gian cho Dương Tiểu Cận mà thôi. Bất kể Khánh Trần hay Bảo Tiêu hoặc những thành viên tác chiến cũng không ngờ ở cao ốc xa xa kia có sát cơ tràn ngập. Lạc Hinh Vũ chỉ đánh một chút rồi lùi ra sau. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, một cái chớp liền lùi vào bên trong một ngôi nhà gần đó và biến mất. Phảng phất như nàng có thể mở ra một cánh cửa xuyên không gian vậy. Đây chính là năng lực của Lạc Hinh Vũ. E rằng ngay cả Nhâm Tiểu Túc cũng không ngờ trong đội ngũ của bọn họ lại có một siêu phàm giả tài giỏi như thế. Biến cố này khiến cả đám người không cách nào ngờ được. Bấy giờ, đột nhiên Khánh Trần quay đầu nhìn về phía tòa nhà chọc trời ở phía xa. Hắn cảm thấy thái dương đau buốt dữ dội. Một tiếng oanh vang lên, đạn như một con ám dạ hỏa long phun ra một vòng máu. Khóe mắt Bảo Tiêu thấy được súng ống thì buông tha cho việc truy đuổi Lạc Hinh Vũ mà quay về bảo vệ Khánh Trần. Trách nhiệm của Bảo Tiêu là bảo vệ chứ không phải giết địch. Bảo Tiêu giận dữ nói, súng bắn tỉa. Khoảng cách giữa Dương Tiểu Cận và Khánh Trần tranh thủ được một ít thời gian cho Bảo Tiêu. Dù đạn nhanh cũng chỉ là tương đối. Khi khoảng cách bị kéo rìa, dù súng đạn có thể giết địch nhưng cũng cần thời gian để bắn tới. Lúc này Bảo Tiêu dùng thân thể chắn trước người Khánh Trần. Hai cây quạt màu trắng được hắn dùng để ngăn trước người. Vốn Bảo Tiêu có thể đẩy Khánh Trần ra nhưng Khánh Trần chỉ là người bình thường. Nếu chọn cách thế sẽ rất chậm. Thời gian như bất động. Viên đạn bắn tỉa xoay tròn di chuyển khiến không khí xung quanh như vặn vẹo, xuyên thấu trời đêm. Đèn phà chiếu lên người Khánh Trần như ánh đèn trên sân khấu. Viên đạn xuyên qua ánh sáng, vượt ngàn mét tới mục tiêu. Phục một tiếng, viên đạn to xoay tròn va chạm với quạt trắng. Quạt trắng bị bắn thủng. Trong nháy mắt, Bảo Tiêu cảm nhận được rõ ràng hoa văn trên viên đạn. Viên đạn xoắn qua cơ bắp đi tới trái tim hắn rồi xuyên thấu qua tạo thành một đóa hoa máu trong không khí. Viên đạn xuyên qua ngàn mét, đánh nát năng lực của siêu phàm giả, bắn xuyên qua thân thể hắn ta rồi mới rơi trên mặt đất. Hai cây quạt màu trắng kia rất cứng, có điều vẫn không ngăn cản được thần chết đoạt mạng. Huyết dịch bắn tung tóe trong không khí, nhuộm đỏ âu phục trắng của Khánh Trần. Vết máu kia chẳng khác nào hoa mai trong ngày tuyết. Đến lúc này Khánh Trần vẫn bình chân như dại, phản phất mục tiêu vừa bị ám sát chẳng phải hắn. Đáng tiếc, Khánh Trần thở dài nói, người bên ngoài cũng không biết hắn tiếc là tiếc cái gì. Chỉ có vị Bảo Tiêu kia mới biết,
Khánh Trần đang luyến tiếc bộ âu phục màu trắng hắn đang mặc kia kìa. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh, sách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, rượt đuổi. Đường kính viên đạn bình thường là 7.62mm, động năng có thể đạt tới 2.600 joule, mà đường kính viên đại là 12.7mm, động năng còn có thể đạt mức 15.000 joule. Kỳ thật, số liệu thế này vẫn rất khó để người ta tưởng tượng ra được một viên đạn của súng bắn tỉa có lực lớn đến mức nào. Bảo tiêu của Khánh Trần là siêu phàm giả. Điều khiến người khác càng thêm giật mình là khi tập đoàn Lùng bắt siêu phàm giả trắng trợn thì Khánh Trần lại thu siêu phàm giả làm thủ hạ của mình. Trong tích tắc này, người thanh niên có thanh danh vang dội của tập đoàn Khánh Thị đứng giữa trung tâm ánh sáng. Hắn tựa như đang đứng trên sân khấu của mình, xoay người nhặt viên đạn nằm trên mặt đất lên và cười nói, rốt cuộc côn đồ đã để ý tới ta rồi. Người đứng bên cạnh Khánh Trần sững sờ một chút, lại là người của côn đồ. Đó là tập đoàn truyền thuyết trong vòng tròn tổ chức. Khánh Trần quay đầu nhìn Lưu Bộ cười, thân là người đại diện lại không biết ca sĩ của mình là siêu phàm giả. Người thật ngu. An tâm đi, thời đại này không có chỗ dung thân cho phế vật. Chỉ thấy Khánh Trần nắm tóc Lưu Bộ, dùng tay không nhét viên đạn đó vào mắt Lưu Bộ. Lưu Bộ chỉ kịp kêu lên vài tiếng ngắn ngủi liền im bặt. Hai tay Khánh Trần đầm đìa máu tươi. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc đứng trên nóc nhà ngơ ngác nhìn Dương Tiểu Cận tập kích không thành thì đứng dậy cất súng, không một chút dây dưa dài dòng. Phảng phát nàng đã biết phát súng này vốn dĩ không thể giết chết Khánh Trần. Một khắc sau, họng súng lần nữa được đặt vào tầm ngắm. Mục tiêu là Nhâm Tiểu Túc đang đứng trên sân thượng. Nhâm Tiểu Túc như thấy được sự danh mãnh của đối phương qua kính ngắm. Lúc này Nhâm Tiểu Túc không khỏi sợ. Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ chẳng lẽ phải làm tiếp chứ? Ngắm bắn ta làm chi? Có điều Dương Tiểu Cận vẫn vô cùng thản nhiên. Thất bại cũng đã thất bại rồi. Hết thảy không có gì phải lưu luyến nữa. Tiếng súng rền ang. Bất quá lần này không có gì kinh diễm cả. Vì Nhâm Tiểu Túc đứng yên không nhúc nhích, mà viên đạn kia cũng không bắn trúng hắn. Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ kỹ năng súng ống của Dương Tiểu Cận. Vì thế hắn biết mục tiêu không phải mình. Hẳn là muốn phủi sạch quan hệ với hắn trước mắt tập đoàn Khánh Thị. Nếu thật là vậy cũng qua loa quá rồi. Chẳng lẽ thuần túy là chút giận cho Lạc Hinh Vũ thôi sao? Trong lúc bất chợt, Nhâm Tiểu Túc thấy được Lạc Hinh Vũ vừa mất tích xuất hiện ở tòa cao ốc chọc trời kia. Nàng phất tay với Nhâm Tiểu Túc như chào hỏi rồi kéo tay Dương Tiểu Cận chạy đi, dẫn Dương Tiểu Cận vào một chỗ tối. Nhâm Tiểu Túc thấy thế thì há hốc mồm. Lúc này hắn chỉ thấy tòa cao ốc chẳng còn ai. Rồi lại nhìn tổ đội nhiều như châu chấu của tập đoàn Khánh Thị. Các ngươi đi, sao không mang ta đi với? Mắt thấy nhân viên tác chiến sắp tới gần, Nhâm Tiểu Túc khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ lực hấp dẫn của các ngươi nên hướng về phía siêu phàm giả vừa biến mất chứ? Các ngươi có cân nhắc đến việc bị bẫy rồi không? Đúng là bị bẫy thật mà. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc không ngờ Lạc Hinh Vũ và Dương Tiểu Cận lại cùng phe. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc không khỏi nhớ tới khi hắn bảo muốn đổi Vương Tòng Dương, Lạc Hinh Vũ lại. Âm thầm nhìn Dương Tiểu Cận một cái. Những người khác không thấy nhưng Nhâm Tiểu Túc lại thấy. Về sau, khi ăn cá Dương Tiểu Cận cũng bảo Lạc Hinh Vũ tới. Có người quấy rối Lạc Hinh Vũ, Dương Tiểu Cận cũng ra tay phủ đầu. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc còn tưởng vì cả hai đều là con gái. Bây giờ nhớ tới, không ngờ hai người họ đã sớm quen biết. Trước mặt mọi người chỉ diễn trò mà thôi. Hai người này diễn kịch không quá đạt nhưng đủ để lừa Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở và cả Lưu Bộ. Lạc Hinh Vũ chỉ là một cô gái. Vậy mà tới cuối cùng vượt qua nhiều binh sĩ tư quân, nàng sống tới giờ. Điều này vốn đã khiến Nhâm Tiểu Túc hoài nghi rồi. Khi chưa thấy kết quả, hắn không phát hiện những chân tướng ẩn nấp xung quanh mình. Lúc hắn biết được kết quả rồi, hành trình vừa qua lần nữa như đoạn phim chiếu trong đầu. Nhâm Tiểu Túc nhìn tổ đội đen ngòm sắp tới gần thì đau lòng vô cùng. Hắn thật bất cẩn mà. Quả nhiên nữ nhân càng xinh đẹp càng nguy hiểm. Nguyên tắc này vẫn áp dụng được trong hoang dã. Mà hai cô gái này một mực ở bên cạnh Lưu Bộ là để Lưu Bộ giúp Lạc Hinh Vũ thoát khỏi hiểm nghi.
cuối cùng là Hinh Vũ giúp Dương Tiểu Cận tranh thủ một cái chớp mắt kia, canh chuẩn vị trí của Khánh Trần. Điều duy nhất ngoài ý muốn là họ không ngờ bên người Khánh Trần lại có siêu phàm giả không tiếc hy sinh tính mạng bảo vệ chủ tử. Khánh Trần có tài đức gì lại khiến một siêu phàm giả quy phục mình. Lúc này, cánh cửa rỉ sét trên sân thượng đang bị người phá. Nhâm Tiểu Tốc nổ súng cản đường đám người vừa tới. Khi thấy tình cảnh xung quanh mình, Nhâm Tiểu Túc chửi một câu, con mẹ nó. Vừa dứt lời, Hứa Man liền phát nát cánh cửa sắt và thấy được Nhâm Tiểu Túc đang tăng tốc muốn nhảy tới tầng thượng đối diện. Hắn muốn bắn súng ngăn Nhâm Tiểu Túc lại, kết quả hắn vừa giơ súng thì Nhâm Tiểu Túc đã phóng đi. Binh sĩ mặt đồ đen như những con rắn len lủi trong phế tích tới gần hắn. Nhâm Tiểu Túc không thể đợi thêm nữa, hắn phải chạy thoát trước khi đối phương vây kín chỗ này. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc nghĩ hắn, Hứa Hiền Sở và Dương Tiểu Cận xâm nhập vào nơi này thì dùng thành phố bị phong tỏa. Khi chạy trốn hắn chắc chắn là người chạy nhanh nhất. Kết quả không người, Dương Tiểu Cận và Lạc Hinh Vũ lại chơi trò ăn gian. Nhâm Tiểu Túc phóng khỏi sân thượng. Tòa nhà đối diện cách sân thượng của hắn tầm 10 mét. Có điều Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn tự tin mình có thể làm được. Hứa Man vọt tới muốn bắn Nhâm Tiểu Túc. Kết quả khi tới hành lang sân thượng, Hứa Man chỉ thấy được bóng lưng đã khuất của Nhâm Tiểu Túc dưới mặt đất. Hứa Man hô to, mục tiêu bỏ trốn theo hướng 10 giờ, rút vòng vây phong tỏa lại. Bên ngoài khu rừng ngoài thành vẫn có người của tập đoàn canh giữ. Chỗ đó có tổ đội tác chiến canh chừng, có điều họ không ngờ người cần đối phó lần này lại là một lưu dân. Trước đó, dường như không ai đem Nhâm Tiểu Túc để vào mắt. Nhâm Tiểu Túc chạy như điên trên đường phố thành thị. Sau khi hắn nhảy khỏi sân thượng liền tận lực không xuất hiện ở chỗ cao. Nhâm Tiểu Túc sợ mình trở thành tấm bia sống cho người ta nhắm tới. Hắn vừa chạy như điên vừa thầm nghĩ sao Hứa Hiền Sở không có động tác nào hết. Bây giờ Hứa Hiền Sở nên xuất hiện chia sẻ một chút hỏa lực đi chứ. Phế tích thành thị như một bàn cờ to lớn. Nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào quân cờ đang di chuyển nhanh chóng. Trên bàn cờ này, chỉ có mỗi Nhâm Tiểu Túc là cờ trắng không có đồng đội cùng những quân cờ đen võ trang đầy đủ đang đuổi cùng giết tận hắn. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 94, Hứa Hiền Sở ở đây. Nhâm Tiểu Túc điên cuồng chạy tới rừng cây, đó là hướng bắc của hàng rào 112. Cũng là nơi núi lửa hoạt động sâu nhất trong cảnh sơn. Hắn biết phía trước nhất định còn tổ đội tác chiến chờ mình. Ở đó có một tấm lưới, chỉ chờ hắn tới liền chụp lại. Có điều Nhâm Tiểu Túc không còn lựa chọn nào khác, chỉ có chỗ đó mới là đường sống duy nhất của hắn mà thôi. Thế nhưng đột nhiên bên trong chỗ sâu nhất lại truyền tới âm thanh thật to. Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hắn thấy được ở sâu trong sơn mạch có một cột lửa phun lên trời. Đây là núi lửa phun trào. Tiếp tục hay quay đầu? Nhâm Tiểu Túc biểu thị quyết tâm của mình. Lúc này quản núi lửa với chả núi lửa gì, còn sống mới nghĩ được mấy chuyện khác. Hứa Man đuổi theo phía sau Nhâm Tiểu Túc thấy một màn như thế thì không khỏi sững sờ. Phải bây giờ mà tiến vào phạm vi núi lửa bạo phát là cực kỳ nguy hiểm chứ đừng nói chạy thẳng về phía trước. Nếu núi lửa thực sự phun trào, e rằng bây giờ họ quay đầu chạy cũng chưa chắc kịp. Rất nhiều người cho rằng núi lửa phun trào chỉ ảnh hưởng tới sinh vật gần đó mà thôi. Thế nhưng họ đã đánh giá thấp uy lực của núi lửa. Nói không chừng, trong phạm vi vài chục, thậm chí là vài trăm km đều biến thành một biển lửa. Hứa Man do dự trong chốc lát liền nói với máy truyền tin, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi chạy vào rừng, Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn ra sau thì thấy nhân viên tác chiến vẫn đuổi theo hắn như trước. Lúc này Nhâm Tiểu Túc chẳng chút do dự mà quay đầu chạy thẳng vào phía bắc cánh rừng. Tổ đội chia ra phong tỏa cánh rừng tập hợp lại mang tới cảm giác dị thường nguy hiểm. Động tác của họ như đã diễn luyện qua trăm ngàn lần. Tổ đội nào làm tiên phong, tổ đại nào bọc hậu đều được phân công rõ ràng. Tổ đội ở phương Bắc đã nhận được mệnh lệnh vây bắt Nhâm Tiểu Túc. Dù núi lửa có phun trào cũng không ảnh hưởng tới việc thi hành mệnh lệnh của họ. Bây giờ, trong máy liên lạc truyền ra âm thanh lạnh lùng của Hứa Man, mục tiêu chạy nước rút tới tốc độ 3 phút 29 giây. Lực lượng mục tiêu không xác định được,
tất cả đơn vị giết chết mục tiêu bằng mọi cách. E rằng Nhâm Tiểu Túc không ngờ trong tập đoàn lại có người nắm giữ kỹ thuật này, dựa vào sức mạnh và tốc độ mà ước lượng mục tiêu. Bất quá tạm thời Nhâm Tiểu Túc không hiển lộ ra thực lực chân chính của mình nên mới khiến tổ đội của tập đoàn không cách nào ước định. Nguyên bản Khánh Trần cảm thấy hứng thú với Nhâm Tiểu Túc, hơn nữa với tầng quan hệ cùng Trương Cảnh Lâm kia. Kỳ thật Khánh Trần muốn giữ Nhâm Tiểu Túc lại để dùng cho mục đích khác. Thế nhưng bây giờ Khánh Trần không muốn chờ nữa. Vậy bắt và giết chỉ hơn nhau có một chữ nhưng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. 7-8 tổ đội tác chiến trong rừng bắt đầu mở chốt súng. Họng súng đang họ của họ có thể lên nòng bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, 7 tổ đội tác chiến đã chặn hết liên lạc với bên ngoài, phòng ngừa, có thông tin quấy nhiễu họ. Giờ khắc này hơn 210 người hợp lại thành một tổ đội độc lập, có thể tiền trảm hậu tấu. Đây là thói quen dụng binh từ trước tới nay của Khánh Trần. Khánh Trần cho rằng khi chiến đấu mà quyền quyết định cũng không có thì cỗ máy chiến đấu này sẽ không phát huy được sức mạnh chân chính. Trong tập đoàn từng có rất nhiều người chỉ trích cách dụng binh này. Có điều Khánh Trần chưa bao giờ để ý tới ý kiến của họ. Trước kia đã không, bây giờ càng không. Thế nhưng những nhân vật lớn của Khánh Thị không biết. Điều này càng khiến vô số binh sĩ nguyện ý làm việc cho Khánh Trần, vì Khánh Trần khiến họ cảm thấy bản thân được tin tưởng. Lúc này, Khánh Trần đang nhìn Lưu Bộ ngã trên một vũng máu. Một binh sĩ đi tới tỉ mỉ lục soát người Lưu Bộ. Kết quả hắn phát hiện bọc nhựa hình hoa hoa, đây là thứ hắn đem theo. Khánh Trần cau mày, đây là thứ đồ chơi gì? Dường như ngay cả nhân vật như Khánh Trần cũng chưa từng thấy qua thứ này. Tổ đội tác chiến chậm rãi phong tỏa vòng vây, mở đèn pin chiến thuật ra. Dựa theo tin tức thu được từ Lưu Bộ, trên người Nhâm Tiểu Túc có thể có súng cùng với 3 băng đạn lấy được từ chỗ tư quân. Thế nhưng nhân viên tác chiến cũng không sợ họ mở đèn lên sẽ thành bia ngắm cho người khác. Chung quy một mình Nhâm Tiểu Túc không thể một lần bắn chết 30 người. Nếu Nhâm Tiểu Túc dám nổ súng, chiến hữu bên cạnh họ sẽ bán Nhâm Tiểu Túc thành cái sàn. 7 tổ đội bên trong rừng cây dần đi tới thành thị, mà Hứa Man dẫn theo 6 tổ đội bao vây rừng. Vì bắt một người mà xuất động cả 100 người, đây là đãi ngộ trước giờ Nhâm Tiểu Túc chưa từng có. Có điều họ vẫn đánh giá thấy năng lực ở nơi hoang dã của Nhâm Tiểu Túc. Sở dĩ Nhâm Tiểu Túc đồng ý làm người dẫn đường là vì hắn nắm chắc bản thân sẽ không sao. Tuy chiến đội của tập đoàn hung hãn nhưng kinh nghiệm sinh tồn trong rừng của họ thua xa Nhâm Tiểu Túc. Trong khi Hứa Man dẫn 6 tổ đội tiến vào rừng cây, bao quanh Nhâm Tiểu Túc thì đột nhiên một bóng đen từ trên cây nhảy xuống. Bóng đen kia đậm như mực, hành động nhanh như quỷ dị. Rừng cây không hề tạo ra trở ngại của hắn. Tổ tác chiến phương Bắc không chút do dự nổ súng. Thế nhưng dường như bóng đen đã được chuẩn bị trước, không ngừng lướt ngang sang bên phải để tránh đường đạn. Ảnh tử mày đen không hề ngừng lại, chỉ thấy thân hình hắn bỗng dưng nghiêng về phía trước. Chỉ một động tác đã xông tới tổ đội. Địch nhân có vũ khí nóng cường đại thì nên làm sao? Nhâm Tiểu Túc từng hỏi Trương Cảnh Lâm vấn đề này. Khi ấy Trương Cảnh Lâm nói, đương nhiên phải xông thẳng về phía họ. Vì khi đó họ sẽ không thể nổ súng. Bên cạnh họ đều là đồng đội, bên cạnh ngươi thì toàn là địch nhân. Nhâm Tiểu Túc không biết cách mà Trương Cảnh Lâm dạy cho hắn có điều không. Thế nhưng hiện tại trông có vẻ hiệu quả. Chỉ thấy tổ đội kia rút chùy thủ ra, vì tốc độ bóng đen quá nhanh, họ sợ dùng súng sẽ bắn trúng chiến hữu của mình. Thế nhưng đối với ảnh tử của Nhâm Tiểu Túc mà họ, những nhân loại bình thường này quá chậm, cũng quá yếu. Bóng đen hoàn toàn không sợ chùy thủ, nó chỉ cần một quyền là giết xong một người. Đột nhiên bóng đen nhấc chân đá vào ngực một chiến sĩ, người kia như diều đứt dây bay ra chừng 50 mét. Những chiến sĩ khác thấy thế không khỏi sợ hãi, sức mạnh này không hề tầm thường. Hứa Man đi tới từ xa thấy bóng đen lay động. Khi hắn thấy bóng đen kia thì kinh nghi, trước kia không ai nói Nhâm Tiểu Túc có loại năng lực này. Lúc này, Nhâm Tiểu Túc bỗng mở miệng hô to, Hứa Hiển Sở ở đây, ai dám đánh với ta? Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, Tuyệt lộ.
Nhâm Tiểu Túc đã cân nhắc trước khi dùng ảnh tử. Hắn không sợ bản thân bại lộ thân phận siêu phàm gài. Chung quy sắp chết thì quản cái gì mà siêu việt với chả siêu phàm. Nhâm Tiểu Túc chỉ sợ bị lộ năng lực phục chế kỹ năng của người khác thôi. Sở dĩ hắn mạo danh Hứa Hiểm Sở vì biết Hứa Hiểm Sở chưa bị bắt. Hơn nữa chắc chắn Khánh Thị đã thông qua lưu bộ biết được năng lực của Hứa Hiển Sở. Nhâm Tiểu Túc đã gặp qua rất nhiều siêu phàm giả. Dương Tiểu Cận có thể lấy ra một cây súng ngắm chẳng biết từ đâu. Hứa Hiển Sở có ảnh tử, Lạc Hinh Vũ có đi xuyên không gian, Khánh Trần có bảo tiêu là quạt kim loại. Một khắc sau, Nhâm Tiểu Túc như có ảo giác siêu phàm giả chẳng khác nào rau trắng cả. Có điều năng lực siêu phàm giả của Nhâm Tiểu Túc lại khác, hắn có thể phục chế năng lực của mọi người. Năng lực này có đẳng cấp gì thì Nhâm Tiểu Túc không biết. Làm không tốt, tập đoàn Khánh Thị sẽ phát hiện được năng lực này của hắn, lỡ mà cảm thấy hứng thú với hắn thì sao? Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ một chút cũng không phải như vậy. Mà Khánh Trần và tập đoàn đều bị cảnh sơn hấp dẫn qua. Khi nghe được tiếng gào to của Nhâm Tiểu Túc, hoàn nghi với hắn lúc trước hoàn toàn bị cởi bỏ. Trong máy truyền tin vang lên, tin tức lúc trước sai lầm rồi. Mục tiêu không phải Nhâm Tiểu Túc mà là Hứa Hiển Sở. Kỳ thật họ đoán mục tiêu là Nhâm Tiểu Túc vì họ thấy mục tiêu hứng thú với vàng. Thế nhưng họ không có chứng cứ gì trực tiếp xác định thân phận của Nhâm Tiểu Túc. Đầu tiên họ chưa thấy được bộ dáng của Nhâm Tiểu Túc. Tiếp đó, dù họ đã gặp qua Nhâm Tiểu Túc và Hứa Hiển Sở nhưng mặt của Nhâm Tiểu Túc lại bẩn tới mức không cách nào nhìn ra được. Đồng thời, Nhâm Tiểu Túc mặc y phục tác chiến của Tôn Quân Chính, quần áo của hắn và Hứa Hiểm Sở y chang nhau. Dựa theo tin tức mà tập đoàn nắm được rồi so sánh, Hứa Hiểm Sở có thể dùng ảnh tử để chiến đấu. Hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh, thậm chí không sợ đạn. Tuy ảnh tử của Nhâm Tiểu Túc màu đen, khác với miêu tả của lưu bộ. Thế nhưng Hứa Man vô thức cảm thấy vấn đề này lý giải được. Có lẽ ban ngày ảnh tử sẽ là màu xám chẳng hạn. Nhân viên tác chiến của Khánh Thị nghe lời nói hùng hồn của Nhâm Tiểu Túc đều cho rằng đối phương muốn tử chiến một trận với mình. Ai dè tên này lại quay đầu bỏ chạy. Vừa rồi có vài người từng nhìn thấy bản thể của Nhâm Tiểu Túc, thế nhưng cho tới bây giờ hắn ta vẫn lông tóc vô thương. Nhâm Tiểu Túc biết không phải mình trốn giỏi, cũng chẳng phải nhân viên tác chiến của tập đoàn quá tệ, mà là hứa nguyện của Nhan Lục Nguyên. Bắt đầu có tác dụng. Nhâm Tiểu Túc lo lắng nhíu mày. Hắn không biết hiện tại Nhan Lục Nguyên thế nào. Hắn phải mau chóng chạy thoát, không thể tiếp tục mạo hiểm nữa. Chờ Nhâm Tiểu Túc chạy được chừng 100 mét mới thu hồi ảnh tử. Ảnh tử mạnh mẽ xông phá vòng vây. Thậm chí Nhâm Tiểu Túc còn không thể điều khiển nó công kích chỗ hiểm của địch nhân một cách thật chuẩn. Chỉ có thể dùng hình thể mà thô kệch va chạm với họ thôi. Phải biết sức khỏe của Nhâm Tiểu Túc tương đương với 3 người trưởng thành, ảnh tử của hắn lại to gấp 2 lần Nhâm Tiểu Túc. Cho nên không cần đánh vào chỗ hiểm, chỉ cần ảnh tử đánh lên ai đó, người đó sẽ thịt nát xương tan. Trong tập đoàn Khánh Thị, một ảnh tử chiến đấu hăng hái trong vòng vây, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng sẽ đèn tắt người chết. Có điều khiến người khác ngoài ý muốn là mặc kệ ảnh tử bị bao nhiêu vết thương cũng như vĩnh viễn không bao giờ bại trận. Ảnh tử đã ngăn trở rất nhiều công kích cho Nhâm Tiểu Túc. Khi Nhâm Tiểu Túc triệu hồi ảnh tử chẳng khác nào một đoàn tàu cứng rắn đụng ra một đường máu cho Nhâm Tiểu Túc. Muốn triệu hồi ảnh tử phải hợp nhất với Nhâm Tiểu Túc. Ngược lại, Nhâm Tiểu Túc muốn phóng thích ảnh tử, nó cũng chỉ có thể tác ra từ sau lưng hắn. Khi ảnh tử quay về, trên thân ảnh tử đã có rất nhiều vết thương. Những vết thương kia chẳng khác nào Nhâm Tiểu Túc bị thương cả, cực kỳ đau đớn khó chịu. Có vài vết thương đau tới mức Nhâm Tiểu Túc xem nữa thì hộc máu. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt từ trên mặt xuống lưng hắn. Nhâm Tiểu Túc chịu đựng thống khổ cắn răng tiếp tục chạy thoát thân. Khó trách lúc trước khi ảnh tử đỡ đạn cho Hứa Hiển Sở, sắc mặt hắn cũng trắng bệnh. Nguyên lai sử dụng ảnh tử cũng có tác dụng phụ. Bất quá Nhâm Tiểu Túc không biết, nếu Hứa Hiển Sở ở đây hắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Hứa Hiển Sở từng tự thân khảo nghiệm qua, mỗi khi ảnh tử vận động ở cường độ cao thì tinh thần lực của bản thân sẽ dần bị tiêu tán. Lúc đó bản thể sẽ buồn nôn, nôn mửa, trong lòng khó chịu, sống không bằng chết,
có điều ảnh tử của Nhâm Tiểu Túc lại khác hẳn với Hứa Hiển Sở. Lúc đó Nhâm Tiểu Túc có hỏi cung điện đánh giá về trị số tinh thần lực của hắn thế nào. Kết quả cung điện trả lời không có quyền hạn để biết. Nhâm Tiểu Túc liều mạng chạy trong rừng cây, chậm rãi do ảnh tử đem tới dần biến mất. Lúc này Nhâm Tiểu Túc mới ý thức được không thể dùng ARNHT ở lung tung. Nếu hắn muốn để ảnh tử thay mình chịu chết thì chắc đau đớn đó sẽ khắc cốt khi tâm mất. Ảnh tử chết một lần chẳng khác nào hắn chết một lần cả. Nhâm Tiểu Túc thở hổn hển, không phải hắn chưa từng bị thương, thế nhưng đau đớn lúc này còn kinh khủng hơn bản thể bị thương nữa. Bất quá điều khiến Nhâm Tiểu Túc an ủi là ảnh tử không vì bị thương mà tiêu tán, ảnh tử vẫn có thể chiến đấu được. Nhân viên tập đoàn đuổi theo không tha, nếu không phải tốc độ Nhâm Tiểu Túc nhanh, chỉ sợ phiền phức không nhỏ. Nhâm Tiểu Túc cũng không chạy thẳng một đường mà cố gắng tránh né súng đạn của đám nhân viên chẳng khác nào liệp cầu kia. Rất nhanh, nhân viên tập đoàn không thể định vị được phương hướng của Nhâm Tiểu Túc nữa. Thẳng tới lúc này Nhâm Tiểu Túc mới thả lỏng. Chung quy bị vài trăm người truy sát có áp lực quá lớn. Nhâm Tiểu Túc núp ở phía sau rừng cây không ngừng thở dốc. Vào lúc này, hắn chợt nghe âm thanh khóa sắt vang lên. Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ che ngực cười thảm. Lại có chuyện nữa. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, khắp nơi đều là tuyệt lộ. Nhâm Tiểu Túc từng thấy được vật thí nghiệm bị Khánh Trần giam cầm ở phía xa nên hắn nghĩ trở ngại duy nhất ở phương Bắc chỉ có núi lửa mà thôi. Kết quả không ngờ vẫn còn vật thí nghiệm khác. Dựa theo âm thanh để đoán, trong nháy mắt Nhâm Tiểu Túc phát hiện âm thanh xích sắt vang lên từ ba hướng. Ít nhất hắn cũng đụng phải ba vật thí nghiệm. Âm thanh khóa sắt rầm rầm vang lên, Nhâm Tiểu Túc lần nữa nghe được tiếng nhỏ dãi lên lá cây mục nát. Ảnh tử đứng sóng vai với Nhâm Tiểu Túc. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc thầm tính, có lẽ ảnh tử giải quyết được hai vật thí nghiệm, thế nhưng một mình hắn không thể đơn độc đối chiến với một vật thí nghiệm được. Trước có bốn đầu thí nghiệm, sau có tầm trăm kẻ địch. Giờ khắc này tất cả mọi phía đều là cửa tử. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 96, cảm tạ chính mình. Nhâm Tiểu Túc có súng, nhưng nếu nổ súng sẽ bại lộ vị trí ngay. Tới lúc đó tập đoàn Khánh Thị dẫn người qua hắn trước sau đều bị vây thì xong đời rồi. Hơn nữa khoảng cách vật thí nghiệm nếu gần thì súng còn chẳng bằng chùy thủ. Nhâm Tiểu Túc vô thức sờ chùy thủ của mình. Đây là chùy thủ hắn trao đổi với Dương Tiểu Cận. Có điều vừa sờ Nhâm Tiểu Túc liền hoảng loạn, chùy thủ chẳng thấy đâu nữa. Lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhớ lại, trước khi đi Dương Tiểu Cận từng không cẩn thận đụng hắn một cái, hẳn là bị lấy đi lúc đó. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười, cô nương này đúng là không ăn thiệt thòi. Rõ ràng đã đổi cho hắn, kết quả lại trộm đi mất. Tin tưởng giữa người với người đi đâu đây? Đúng là vô tình mà. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, kỹ thuật Dương Tiểu Cận đúng là cao thật. Nàng có thể lặng yên không tiếng động trộm đồ của hắn, đây là chuyện cả thị trấn chẳng có ai làm được. Nhâm Tiểu Túc thầm thở dài trong lòng, không có chùy thủ hắn phải làm sao đây? Bất quá Nhâm Tiểu Túc không biết, chùy thủ bình thường khó lòng phá vỡ lớp da của vật thí nghiệm. Dù là bị đán bắn thì trong chớp mắt viên đạn cũng bị chặn bởi tầng cơ bắp bên ngoài của đối phương. Trực tiếp bắn vào đầu thì không được, vì đầu là nơi cứng rắn nhất trên thân thể. Những vật thí nghiệm này đã sớm không sợ sự uy hiếp của súng đạn, trừ phi đạn bắn xuyên qua đầu từ vị trí mắt của chúng. Tốc độ của vật thí nghiệm cũng không chênh lệch quá nhiều với Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc muốn bắn trúng mắt có xác suất gần như bằng không. Tuy kỹ năng súng ống của hắn là cao cấp nhưng không phải hoàn mỹ. Vào lúc này, bỗng nhiên sau lưng Nhâm Tiểu Túc truyền tới tiếng giá. Hắn vô thức xoay người lại, mùi tanh tử theo gió lướt qua đầu hắn. Nhâm Tiểu Túc tập trung giữ thăng bằng. Hắn phát hiện không biết từ lúc nào, một vật thí nghiệm đã tới gần hắn. Chỉ bất quá cánh tay vật thí nghiệm này không có khóa sắt. Do cánh tay không có khóa sắt nên tới gần sẽ không dễ phát hiện. Đại khái đây là tư duy theo quá tính. Nhâm Tiểu Túc chưa bao giờ nghĩ tới vật thí nghiệm không có khóa sắt. Hơn nữa, vật thí nghiệm không có khóa lại di chuyển trong rừng chẳng có tiếng vang nào.
Điều này đáng sợ tới mức nào chứ? Nhâm Tiểu Túc sờ soạng sau lưng. Hắn nhíu mày. Tuy vừa rồi hắn tránh kịp nhưng sau lưng vẫn bị thương, kèm theo đó là dấu tay màu đỏ. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc thật nhớ thị trấn. Ở đó tuy nguy hiểm nhưng chỉ khi ngươi biểu lộ sự suy yếu của mình, đối phương mới thừa dịp nhảy vào. Mà nơi này thì khác, trước sau đều có thứ muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Nhâm Tiểu Túc muốn lùi về phía sau. Thế nhưng hắn lùi một bước, vật thí nghiệm lại tiến hai bước. Lúc này, đột nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm giác được vật thí nghiệm xuất hiện ở đây không hề ngẫu nhiên. Chúng là nhắm vào hắn. Bốn vật thí nghiệm dùng cả tay chân di chuyển như loài bò sát. Vật thí nghiệm không có xích sắt thì đu trên cây như con nhện nhện khổng lồ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ mãi không rõ, đến cùng phòng thí nghiệm kia đã làm gì lại khiến người sống biến thành bộ dáng này. Bấy giờ có một tổ đội đứng cách tầm 100 mét sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Bất quá hắn đã hoàn toàn mất tung tích của đối phương, vì thế dù chỉ cách 100 mét họ cũng không phát hiện tình huống phía này của hắn. Nhâm Tiểu Túc quan sát phản ứng của bốn vật thí nghiệm. Khi phát hiện gần đó là tổ đội tác chiến, bốn vật thí nghiệm có chút trùng bước, phảng phất như không muốn tổ đội phát hiện ra chúng. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc dâng lên cảm giác quái dị. Thế nhưng hắn không quan tâm, trong lúc lực chú ý của vật thí nghiệm bị tổ đội hấp dẫn trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc quyết đoán điều khiển ảnh tử nhào tới. Vào giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc quyết định tiên hạ thủ vi cường. Hắn rất muốn dẫn vật thí nghiệm đi tới chỗ của tập đoàn Khánh Thị. Có điều hắn sợ mấy trăm người kia bắn loạn chúng mình. So với vài trăm người của tập đoàn, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đối đầu với bốn vật thí nghiệm này hơn. Trong lúc ảnh tử phóng tới ba vật thí nghiệm trên mặt đất thì vật thí nghiệm trên cây phóng tới Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc lùi nhảy về sau. Khi rơi xuống đất, bắp chân hắn căng cứng, khí lực toàn thân đều trong trạng thái phát động bất kỳ lúc nào. Nện một quyền về phía vật thí nghiệm. Có điều Nhâm Tiểu Túc đã đánh giá thấp độ linh hoạt của vật thí nghiệm. Đối phương tùy ý vặn vẹo cơ thể của mình trên không, cứng rắn tránh nắm đấm của Nhâm Tiểu Túc, thậm chí còn thừa lực bắt lấy cánh tay hắn ta. Nội tâm Nhâm Tiểu Túc có chút kinh sợ, hắn lập tức thu tay lùi lại phía sau một bước nhỏ. Cùng lúc đó, hắn nhấc chân đá vật thí nghiệm trước mắt ra vài mét. Vật thí nghiệm nằm rạp trên mặt đất có chút run rẩy, lần nữa lại nhào về phía Nhâm Tiểu Túc. Đột nhiên, trên người Nhâm Tiểu Túc truyền tới cảm giác đau đớn vô cùng. Cảm giác đau đớn từ tận xương tủy khiến hắn không ngừng toát mồ hôi, cơ thể run lẩy bẩy. Chỉ thấy ảnh tử bị ba vật thí nghiệm quấn lấy. Chúng điên cùng xé rách thân thể. Ảnh tử, một trong số đó còn cắn một cái trên lưng ảnh tử. Khí lực ảnh tử chỉ đủ để ném một vật thí nghiệm ra. Có điều vật thí nghiệm còn rắn chắc hơn Nhâm Tiểu Túc nghĩ. Một đập này chẳng thể làm gì nó cả. Nếu không có vũ khí, mọi chuyện sẽ dần tệ đi. Nhâm Tiểu Túc không cách nào một kích đánh chết vật thí nghiệm. Nói không chừng tới cuối sẽ bị giày vò tới chết. Nhâm Tiểu Túc phải về nhà, dù trên đường giải đầy máu của hắn đi chẳng nữa. Vì không có lợi khí giết vật thí nghiệm trong nháy mắt, mà ảnh tử lại dần kiệt sức vì nó phải đối mặt với ba vật thí nghiệm cùng một lúc. Những con quái vật kia không ngừng cắn lên thân thể ảnh tử. Mỗi một vết cắn cứ như trực tiếp cắn lên thân thể Nhâm Tiểu Túc. Cảm giác đau đớn từ trung khu thần kinh truyền tới khiến hắn khó lòng chịu được. Đau đớn không ngừng tàn phá Nhâm Tiểu Túc, khiến ý chí của hắn bị quấy nhiễu. Tốc độ dần chậm đi, tay cũng run rẩy. Vật thí nghiệm trước mắt nhiều lần tấn công Nhâm Tiểu Túc nhưng đều bị đẩy lùi. Thế nhưng nó phát hiện địch nhân ngày càng chậm chạp, ngày càng suy yếu. Ánh mắt Nhâm Tiểu Túc là một mảnh đỏ rực, hắn nhịn đau muốn chảy nước mắt. Nhiều năm như thế, Nhâm Tiểu Túc chưa từng khóc, thậm chí một gọt nước mắt cũng không. Hắn vịn lên thân cây thở hổn hển, nơi này khắp nơi đều có người muốn giết hắn. Vật thí nghiệm muốn hắn chết. Tập đoàn Khánh Thị giết hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn vẫn sống. Ảnh tử không phải vạn năng, hoặc nói siêu phàm giả không phải vạn năng. Nhâm Tiểu Túc cần vũ khí, dù hiện tại hắn chỉ có 93 cảm tạ tệ. Hắn nói với cung điện, cho ta vũ khí. Cung điện không trả lời. Này, ta nói cho ta vũ khí. Thanh âm Nhâm Tiểu Túc như đá chìm trong hồ. Ta sắp chết rồi. Cho ta vũ khí.
Lúc này, thời gian như đóng băng. Nhâm Tiểu Túc nhìn vật thí nghiệm ngày càng gần mình, mọi hình ảnh như dần chậm lại. Lúc này cung điện rốt cuộc cũng đáp lời, kiểm tra khả năng tử vong để mở phong ấn. Nhâm Tiểu Túc mê man hỏi, mở phong ấn gì? Không biết, cái giá phải trả để mở là gì? Mất đi cái gì? Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói, dù sao ngươi của phải nói ta biết mất cái gì, khi đó ta mới quyết định mở phong ấn hay không chứ? Tất cả. Nhâm Tiểu Túc bỗng xì mũi coi thường. Lão tử sống tới bây giờ đổ không biết bao nhiêu là máu, ăn không biết bao nhiêu rễ cây. Hiện tại ngươi nói lão tử phải mất đi hết thảy, lão tử có gì để mất sao? Bằng cái gì? Hơn nữa ngươi biết mọi thứ tượng trưng cho cái gì không? Vàng, tiền bạc, súng, nhan lục nguyên, tiểu ngọc tỷ, thậm chí là y phục trên người. Ngươi là một cái cung điện, cần quần áo của ta làm gì? Cung điện không nói thêm gì nữa. Nhâm Tiểu Túc có phần phiền muộn. Tốt xấu gì ngươi cũng nên mặc cả một chút chứ. Nhâm Tiểu Túc nhìn khu rừng chìm trong bóng đêm, lại cảm nhận sát cơ tới gần. Thời gian bị đóng băng dần trở lại bình thường, tốc độ của vật thí nghiệm tiến về chỗ hắn dần nhanh hơn. Hàm răng hung ác của nó như muốn cắn nuốt nội tạng của Nhâm Tiểu Túc, thậm chí cắn mút tất cả huyết dịch và xương tủy của hắn. Hắn sắp phải chết, thế nhưng hắn còn sống chưa đủ mà. Sau một khắc, Nhâm Tiểu Túc cười rộ lên, không phải chỉ là cảm tạ thôi sao? Hắn thầm nói trong đầu, ta muốn cảm tạ chính ta. Lần đầu tiên, ta cảm tạ bản thân dã không nhút nhát khi có cơ hội. Lần thứ hai, ta cảm tạ bản thân không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Lần thứ ba, ta cảm tạ bản thân đã không thỏa hiệp khi gặp trắc trở. Lần thứ tư, ta cảm tạ bản thân luôn giữ vững nguyên tắc sống của mình. Thanh âm thông báo vang lên trong đầu hắn ngày càng lớn, như sấm chớp rền vang, khiến cung điện lay động. Lần thứ năm, ta cảm tạ bản thân đã thành thật. Trong chớp mắt, Nhâm Tiểu Túc phảng phất nghe được tiếng tim đập của bản thân. Lần thứ sáu, ta cảm tạ bản thân vững là chính mình. Nhâm Tiểu Túc lại nghe tiếng gió bên tai thổi qua làn da của hắn. Trong thành thị, nhân viên đang đo lường của phòng nghiên cứu khoa học đột nhiên ngẩng đầu. Hắn kiểm tra được phía bắc có một năng lực to lớn dần dâng lên, tựa như mặt trời mọc. Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh, dứt khoát nói, lần thứ bảy, ta cảm tạ bản thân sống trong vũng bùn nhưng luôn hát vang, vượt mọi chông gai. Cung điện im lặng một lát, điểm cảm tạ tới từ Nhâm Tiểu Túc, cộng 7. Đã đạt được quyền hạn mở khóa vũ khí, có mở không? Có. Nhâm Tiểu Túc gào thét. Đột nhiên, thời gian như hoàn tan. Nhâm Tiểu Túc lẳng lặng nhìn vật thí nghiệm đang đáng về phía mình. Bàn tay hắn nắm lại trong hư không, phảng phất như nắm chặt một lực lượng gì đó. Một đao bổ ra đường sống, thiên quân vạn mã không quay đầu. Sau một khắc, chuôi đao đèn bỗng xuất hiện trong tay Nhâm Tiểu Túc. Chớp mắt này, hắn cắn răng chém ngang, gân cốt cùng huyết nhục toàn thân sôi trào tới cực hạn, gân xanh trên trán không ngừng nảy lại nảy. Một tiếng rầm ảo ảo vang lên, âm thanh sắc bén đột nhiên xuất hiện trong rừng rậm. Vật thí nghiệm hung tàn đến cực điểm, đứng trước chuôi đao màu đen trực tiếp bị bổ làm hai. Nhâm Tiểu Túc phẫn nộ, sống và chết là bản chất của thế giới này. Hai mắt vật thí nghiệm mờ mịt, phảng phất như nghĩ mãi không biết cây đao trong tay Nhâm Tiểu Túc là từ đâu ra. Cũng nghĩ không thông sao một đao này lại giết được nó. Huyết dịch màu vàng nhẹt chạy xuống theo lưỡi đao xuống lá mục trên đất. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía ảnh tử. Chẳng biết từ lúc nào trong tay ảnh tử cũng có một chuôi đao. Chuôi đao màu đen như hòa thành một thể với ảnh tử. Đao giơ lên, ba vật thí nghiệm liền bị ảnh tử chém giết. Chúng muốn chạy cũng không kịp nữa. Chỉ thấy ảnh tử nghiêng đao xuống, chém vật thí nghiệm trước mặt thì hai mảnh. Xong xuôi nó vẫn chưa dừng lại, mà một đường xông về trước, đè đầu một vật thí nghiệm khác từ sau lưng, khiến đối phương nằm rạp trên mặt đất không thể cử động. Sức của vật thí nghiệm rất lớn, có điều khi bị ảnh tử đè thì chẳng khác nào dã thú vô lực mặc người chém giết. Ảnh tử dùng một đao chặt đầu nó, chỉ còn một vật thí nghiệm chạy vào rừng. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc biết vật thí nghiệm chạy không xa. Nhâm Tiểu Túc đứng ở chỗ cũ nhìn rừng cây đen kịt trước mắt.
đau đớn kích thích thần kinh vẫn còn. Thế nhưng đây là lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được cảm giác sướng khoái khi chiến đấu. Nguyên lai, đây chính là sức mạnh của siêu phàm giả. Lúc này âm thanh thông báo của cung điện vang lên, mở ra nhiệm vụ nhánh 2, đặt 1.000 cảm tạ tệ, mở khóa hình thái trung cấp của vũ khí. Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, ước định lại cấp bậc nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc chiến đấu với vật thí nghiệm thu hút sự chú ý của tổ đội tập đoàn. Chung quy chiến đấu kịch liệt sẽ có tiếng vang. Sau khi mất vị trí của Nhâm Tiểu Túc, tập đoàn vẫn luôn tìm kiếm trong rừng. Lúc phát hiện tâm thanh chiến dấu, họ lập tức truyền tin cho nhau. Đoàn người mặc y phục màu đi như một con rắn di chuyển trong bóng đêm. Lê Hứa Man dẫn đầu, tập đoàn Khánh Thị nhanh chóng đi tới địa điểm bị nghi ngờ. Có điều khiến Hứa Man thất vọng là khi họ tới nơi, mục tiêu đã biến mất. Ngay từ đầu nhìn nhầm mục tiêu đã không tính. Bây giờ lại mất dấu Hứa Hiển Sở, điều này khiến tâm trạng Hứa Man cực kỳ nặng nề. Mấy năm nay, đây là lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ mà Hứa Man gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn thế này. Hứa Man đi về phía trước, nhìn xuống đám lá mục trải đầy dưới đấy. Hắn tháo kính bảo hộ ra, không khỏi hít một hơi. Chỉ thấy cổ vật thí nghiệm trước mắt đã bị vật sắc bén cắt đứt. Huyết dịch của vật thí nghiệm có màu vàng nhạt không quá nổi bật trong đêm, thế nhưng thi thể không hoàn chỉnh lại khiến người ta nhìn vào giật mình. Hứa Man nói, thu thi thể lại, nhìn xem có mấy vật thí nghiệm xuất hiện. Dựa theo suy nghĩ của Hứa Man, không lâu sau khi chạy thoát, Hứa Hiển Sở đã gặp phải những vật thí nghiệm này và phát sinh chiến đấu. Thời điểm này, tổ đội tác chiến gần đó thu thập từng khối thi thể về, gom lại thành một đống. 4 vật thí nghiệm, một người nói, còn một cánh tay chưa tìm được, hẳn cũng ở gần đây thôi. Nơi này chỉ có một dấu chân, vật thí nghiệm thì không mang giày. Hoài nghi người tham chiến chỉ có một mình Hứa Hiển Sở. Có người phân tích. Hứa Man gật đầu, hắn nói với máy truyền tin, ông chủ, cần phải ước định lại năng lực của Hứa Hiển Sở. Một mình hắn giết chết 4 vật thí nghiệm. Nói xong, Hứa Man cúi đầu nhìn mặt đất phủ đầy lá cây. Bất quá Hứa Hiển Sở cũng bị thương, ở đây có vết máu của hắn. Khánh Trần đứng dưới ánh đèn pha, nơi này sáng như ban ngày. Hắn suy nghĩ thật lâu mới nói, có thể đơn phương giết chết 4 vật thí nghiệm thật khiến người ta giật mình. Điều chỉnh đẳng cấp nguy hiểm của Hứa Hiển Sở thành cấp B. Nhớ phải thu thập mẫu máu của Hứa Hiển Sở về, lập thành hồ sơ. Vâng, Hứa Man nhận lệnh, lập tức an bài người bên cạnh thu thập vết máu trên lá cây. Thời đại này, huyết dịch có DNA cực kỳ quan trọng. Khánh Trần chắp tay sau lưng, nghi ngờ nói, Hứa Hiển Sở và Dương Tiểu Cận đã hiện thân, Lạc Hình Vũ cũng lộ ra thân phận là người của tổ chức côn đồ. Còn Nhâm Tiểu Túc ở đâu? Các ngươi có tìm thấy Nhâm Tiểu Túc không? Họ không biết Nhâm Tiểu Túc đã thành công nhường chức cho Hứa Hiển Sở. Siêu phàm giả có đẳng cấp nguy hiểm B trong nhận thức của tập đoàn lại là Nhâm Tiểu Túc. Cấp B cái khái niệm gì? Những siêu phàm giả có cấp độ nguy hiểm B ở tập đoàn Khánh Thị đều là nhân vật cực kỳ đáng gờm. Hứa Man nói với máy truyền tin, không thấy Nhâm Tiểu Túc có nghĩa hắn chưa đột phá vòng vây vào trong phế tích. Có thể, Khánh Trần gật đầu đồng ý. Trong mắt bọn họ, Nhâm Tiểu Túc chỉ là nhân vật cấp F mà thôi. Thấy tập đoàn Khánh Thị phong tỏa nên biết đường mà quay về cũng cực kỳ bình thường. Lúc trước Lưu Bộ có nói, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc luôn muốn tránh khỏi tầm mắt của tập đoàn. Khánh Trần cười cười, nếu bắt được Nhâm Tiểu Túc thì tốt. Không chừng khi về còn có một cái để trao đổi với Trương Cảnh Lâm. Trương Cảnh Lâm trọng tình trọng nghĩa, đây là chuyện mà mọi người đều biết. Bất quá không bắt được cũng chẳng nhằm nhỏ gì. Dù là hàng rào 112 hay 113, cả hai đều nằm trong tầm khống chế của Khánh Thị. Đợi khi Nhâm Tiểu Túc trở về, tập đoàn muốn làm gì hắn mà trả được. Hứa Man nhìn rừng cây trước mắt. Dấu chân Nhâm Tiểu Túc kéo dài tới hướng núi lửa phun trào, dường như hắn muốn dựa vào nơi đó để chạy trốn. Hứa Man không đuổi theo nữa. Số lượng máu ở nơi này chứng tỏ Hứa Hiển Sở không bị thương nặng, bây giờ đuổi theo cũng đã muộn. Chỉ là Hứa Man có chút bất ngờ,
Ban ngày họ vây giết vật thí nghiệm phải cử nhiều người như thế mà chết 3, bị thương 13. Bây giờ chỉ một mình Hứa Hiển Sở lại giết được 4 vật thí nghiệm. Hơn nữa, vết thương trên thân vật thí nghiệm cực kỳ bằng phẳng. Họ đã kiểm tra qua, dù là chủy thủ sắc bén nhất, muốn phá vỡ làn da của vật thí nghiệm phải dùng rất nhiều công sức. Bí mật trên người Hứa Hiển Sở nhiều hơn họ dự đoán. Hứa Man quyết định sẽ tra hỏi binh sĩ cao tầng của hàng rào 113. Họ tất trách không biết trong đội ngũ có một siêu phàm giả đáng sợ như thế. Lúc này, Hứa Hiển Sở không biến bảo thân phải làm gì tiếp theo. Khác với Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận, hắn là người không thể đột phá vòng vây tiến vào trong phế tích. Hứa Hiển Sở rất muốn khám phá bí mật của cảnh sơn. Thế nhưng ngay từ đầu hắn đã không chắc bản thân vượt qua được vòng phong tỏa của tập đoàn. Về sau hắn cảm thấy vào không được nên dứt khoát đi đường vòng tới hàng rào 112. Một đường này Hứa Hiển Sở để ảnh tử cong mình chạy. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc tìm vàng, Hứa Hiển Sở đã lách qua phế tích. Vì thế Hứa Hiển Sở không biết một chút gì về chuyện vừa xảy ra. Hắn cũng chẳng biết bản thân đã nằm trong danh sách nguy hiểm của tập đoàn, lại còn là xếp hạng hàng đầu nữa. Nếu Hứa Hiển Sở biết những chuyện này, e rằng dù phải đối mặt với cái gì cũng sẽ quay về liều mạng với Nhâm Tiểu Túc. Hứa Hiển Sở nằm trên lưng ảnh tử cảm thấy có gì đó không đúng, thế nhưng hắn không nghĩ ra. Rút quân, Hứa Man nói, chuẩn bị phương án phòng ngự. Bất kỳ lúc nào vật thí nghiệm cũng có thể tấn công. Bây giờ không thể xác định chúng ở đâu. Dường như Hứa Man biết rất rõ. Dù lúc này 4 vật thí nghiệm đã chết nhưng đó không phải cuối cùng. Về phần số lượng vật thí nghiệm bao nhiêu thì hẳn nhiều hơn so với tưởng tượng của họ. Bấy giờ, Hứa Man chợt nghe cách mình 100 mét có tiếng bước chân. Dường như có ai đó đang chạy như điên tới. Lúc này, Hứa Man mới dọi đèn về hướng đó. Kết quả phát hiện Nhâm Tiểu Túc đang nằm trên lưng ảnh tử chạy như bay tới. Hứa Man sững sờ một chút. Đây là chuyện gì? Sao cái thằng Hứa Hiển Sở này chạy về đây? Không phải hắn đang chạy trốn à? Nhâm Tiểu Túc từ xa đã thấy được đám Hứa Man liền muốn tránh đi. Hắn muốn lách qua đám người này chạy tiếp. Lúc này Hứa Man chẳng chút do dự. Hắn lập tức mở chốt súng chuẩn bị bắn. Nhâm Tiểu Túc nghe được tiếng lên nòng từ xa thì gấp gáp hô. Các người đánh ta làm gì nữa? Nhìn phía sau lưng ta đi. Hứa Man nghi hoặc nhìn về sau lưng Nhâm Tiểu Túc. Chỉ thấy trong rừng là vô số bóng đen đang hoạt động. Âm thanh khóa sắt vang lên chẳng chịt. Nhất thời Hứa Man thảng thốt. Con mẹ nó, ngươi là cầm cây chọc vào hang ổ của vật thí nghiệm hả? Các bạn đang nghe chuyện đệ nhất danh sách tại Thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 98 Sinh con. Vô số bóng mờ của vật thí nghiệm xuyên qua khe hở của rừng cây, chẳng chịt như một ổ nhện không ngừng tiến tới. Dù Hứa Man là chiến sĩ có kinh nghiệm cũng bị dọa cho biến sắc. Hứa Man biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ khi Hứa Hiểm Sở đào tẩu đã vô tình đụng phải sao huyệt của vật thí nghiệm, khiến chúng chạy ra đây. Nếu người không biết thấy vậy còn tưởng đâu là người Nhâm Tiểu Túc kéo tới báo thù cho hắn đó. Bất quá Hứa Man càng chắc chắn hơn về thân phận của Hứa Hiển Sở. Lưu Bộ từng nói qua, Hứa Hiển Sở có lần sai khiến ảnh tử cõng hắn di chuyển, trông cực kỳ nhẹ nhàng. Nói thật Nhâm Tiểu Túc cũng không ngờ Lưu Bộ nói thế nào lại giúp hắn giấu giếm thân phận. Hơn nữa Lưu Bộ còn dùng mạng sống của hắn trả giả nữa. Chỉ thấy cả đàn vật thí nghiệm điên cuồng đuổi theo sau lưng Nhâm Tiểu Túc, nước dãi chúng bắn tung tóe xung quanh. Hứa Man thấy thế, trong chớp mắt nói qua máy liên lạc, nội thành chú ý, xây dựng phòng tuyến. Trong rừng cây có rất nhiều người của tập đoàn Khánh Thị, số lượng chừng vài trăm. Thế nhưng vật thí nghiệm lại áp đảo họ về mặt này. Lúc này, Hứa Man ưu tiên thông báo với nội thành mà không phải hạ lệnh rút lui. Hứa Man nói với máy truyền tin, tất cả nhân viên trong tổ đội đứng tại chỗ tấn công, tranh thủ thời gian cho nội thành. Nhâm Tiểu Túc đang chạy như điên thì thấy tổ đội đối diện mình đồng loại dừng bước, lấy tư thế nửa quỳ bắt đầu ngắm bắn. Họ không chọn chạy về mà dùng thân thể dựng nên một lớp phòng ngự. Khoảng cách giữa Nhâm Tiểu Túc và ảnh tử cách nhau một đoạn. Vì thế khi thấy tập đoàn Khánh Thị chuẩn bị nổ súng, hắn thuận lợi đổi hướng,
né tránh đường đạn. Bất quá trong lòng Nhâm Tiểu Túc không khỏi rung động. Chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa tư quân và binh sĩ tập đoàn? Những binh sĩ tập đoàn nguyện ý hy sinh tính mạng và sự an toàn của bản thân để tranh thủ thời gian cho đồng đội phía sau. Thanh niên Âu Phục có tài đức gì lại có thể điều khiển được những người này? Kỳ thật, Nhâm Tiểu Túc đánh giá rất cao binh sĩ tập đoàn, hoặc nói là binh sĩ của Khánh Trần. Trên thực tế, người của Khánh Trần là Tổ, đội tác chiến nổi bật nhất trong tập đoàn. Hứa Man là một chiến sĩ rất có tinh thần chiến đấu, thế nhưng không có nghĩa hắn không sợ chết. Trong quá trình rèn luyện hàng ngày có một hạng mục quan trọng nhất là xem xét thời thế, có thể phán đoán chính xác bản chất cuộc chiến. Hứa Man biết rõ, hắn ở lại tranh thủ thời gian cho nội thành thì chỉ có con đường chết. Thế nhưng hắn lùi bước, chiến hữu sau lưng không có thời gian chuẩn bị, dưới tình huống đó thương vong càng cao hơn. Khánh Trần đã sớm ra lệnh binh sĩ chuẩn bị, tỉ như lô cốt để ngăn cản sự tấn công của vật thí nghiệm. Tất cả đều phải có. Có điều Hứa Man hiểu rõ, hẳn họ đã đoán sai số lượng vật thí nghiệm ở Cảnh Sơn rồi. Dựa theo tình báo mà nói, vật thí nghiệm của Cảnh Sơn chỉ có chừng 100 con. Lúc trước số tiêu bản của công ty hỏa trùng chỉ có tổng cộng 87 con. Chẳng lẽ công ty hỏa trùng đưa thông tin sai lệch, muốn hại tập đoàn Khánh Thị đoàn diệt trong chuyến đi này? Phải biết 2 năm nay Khánh Trần giết không ít người của hỏa trùng. Đương nhiên, Khánh Trần không phải người ngu. So với kế hoạch ban đầu hắn mang theo nhiều người hơn, Khánh Trần sẽ không chết ở đây. Hứa Man lo không phải Khánh Trần mà là những chiến hữu bị thương nặng kia kìa. Tần số vô tuyến vốn đóng nay đã được mở ra. Vì thế hắn nghe được âm thanh bình tĩnh của Khánh Trần vang lên từ Mỹ Giáp. Cứu họ, các người chậm rãi lui về thành thị. Ta đã sớm có chuẩn bị. Hứa Man thả lòng, hắn giống to vào vô tuyến khu vực, cố gắng phòng thủ. Viện binh đang tới. Chỉ cần thủ đủ lâu, họ sẽ không chết. Ít nhất, đại bộ phận không chết. Nếu đổi thành người dẫn đầu khác, e rằng phản ứng đầu tiên sẽ bỏ qua bọn họ. Nhâm Tiểu Túc thừa dịp hỗn loạn rời xa phạm vi của binh sĩ. Ảnh Tử chạy như điên về phía nam. Vốn Nhâm Tiểu Túc nghĩ phía bắc tương đối an toàn hơn, kết quả ai dè phía bắc càng thêm nguy hiểm. Đường tới Cảnh Sơn của Khánh Thị đã tận lực tránh khu vực núi lửa, vì bên này có khí độc khó mà phòng bị. Vì thế khu vực núi lửa là nơi duy nhất tập đoàn không càn quét. Kết quả ai dè đám vật thí nghiệm lại trốn ở nơi đó. Bất quá những vật thí nghiệm này không phải Nhâm Tiểu Túc trêu chọc. Khi hắn chạy về phía trước vô tình đụng phải mà thôi. Rõ ràng mấy trăm vật thí nghiệm muốn tập kích Cảnh Sơn. Nhâm Tiểu Túc không rõ thứ gì hấp dẫn chúng. Cũng có thể do núi lửa phun trào nên đánh thức chúng. Nhâm Tiểu Túc không quản được nhiều thế. Hiện tại để hắn đối mặt với bọ mặt người hay đàn sói đều tốt hơn đối mặt với tập đoàn và vật thí nghiệm. 4 con hắn còn đánh được, có điều 100 con thì khác à nha. Nếu không phải Nhâm Tiểu Túc được Ảnh Tử cõng trên lưng, e rằng Nhâm Tiểu Túc sẽ nằm xuống đất giả tranh thành vật thí nghiệm, có khi do chỉ số thông minh giảm xuống mà đám quái vật đó sẽ tin. Nhâm Tiểu Túc thật không biết vì sao vật thí nghiệm lại có nhiều như thế. Thực tế chính Hứa Man cũng không ngờ nơi này có nhiều vật thí nghiệm. Chẳng lẽ những năm nay chúng có thể tự động sinh sôi nảy nở? Chẳng lẽ vật thí nghiệm không có xích sắt là được sinh ra sau này? Không phải Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng, mà là hắn nghĩ mãi không rõ. Đám quái vật này chỉ ở trong rừng núi, quanh năm không có gì làm, chứ sinh con thì chúng còn biết làm gì đâu. Lúc giết chết 4 vật thí nghiệm, nội tâm Nhâm Tiểu Túc có thể nói là hào tình vạn trượng. Hắn có được cảm giác như bản thân là thiên hạ vô địch. Kết quả chưa được nửa ngày, khí thế hào hùng này đã bị hiện thực vô tình đánh nát. Nhâm Tiểu Túc, anh là vô địch. Hiện thực, không, người méo phải. Binh sĩ tập đoàn nhanh chóng di chuyển về hướng bắc để chi viện cho đám Hứa Man, mà Nhâm Tiểu Túc thừa dịp này chạy tới phía nam thoát thân. Đây là đường cũ hướng về hàng rào 113. Dương Tiểu Cận và Lạc Hinh Vũ không rõ tung tích. Hứa Hiển Sở lại nhàn nhã thoải mái rời khỏi Cảnh Sơn. Kỳ thật chuyến đi tới Cảnh Sơn chẳng khác nào một trò khôi hài. Nhưng vì thế Nhâm Tiểu Túc lại thấy được nhiều thứ. Hiện giờ hắn biết được sự tồn tại của hỏa trùng và Khánh Thị.
Đồng thời trên thế giới còn có rất nhiều hàng rào, thế giới lớn hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Trong lúc Nhâm Tiểu Túc chạy đi, hắn chợt nghe được âm thanh chấn động do núi lửa hoạt động ở sau lưng. Lần này mặt đất bắt đầu rung động theo, chỉ thấy dung nham như pháo hoa phun trào khỏi miệng núi, bốc thẳng lên trời. Từng đóa hoa nham thạch gặp khí lạnh nhanh chóng ngưng kết thành từng khối nham thạch nóng bỏng. Gần đó như mưa thiên thạch, một mảnh rừng lớn hãm trong biển lửa. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99: Về nhà. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc chỉ biết vui mừng vì mình chạy đủ nhanh, thậm chí càng vui khi nửa đường gặp phải đám vật thí nghiệm kia. Bằng không hiện tại hắn không thể trốn khỏi khu vực núi lửa phun trào này. Núi lực tích trữ đã lâu nay triệt để bạo phát. Khánh Trần nhìn quanh phế tích, thở dài nói, đáng tiếc. Cũng chẳng biết lần này hắn đáng tiếc là đáng tiếc cái gì. Một người bên cạnh hỏi Khánh Trần, ông chủ, chúng ta làm sao đây? Vừa dứt lời, âm thanh như quái vật gào thét bỗng nhiên truyền tới. Âm thanh truyền ra vài chục km chỉ trong vài giây. Nhâm Tiểu Túc quay đầu lại, chỉ thấy đỉnh núi lửa cao vút như có một móng vuốt lớn thò ra, dường như nó muốn theo ra từ trong đó. Bên trong núi lửa cất giấu thứ gì, nó còn có thể bơi lội trong nham thạch. Loại sinh vật đáng sợ này đã xuất hiện, cùng với quái vật hắn thấy trong sông đáng sợ thế nào. Khánh Trần thở dài, thứ này thật sự tồn tại. Tạm thời lùi về phía tây cảnh sơn. Nhiệm vụ thất bại. Tâm phúc của Khánh Trần sững sờ nhìn núi lửa, rốt cuộc đó là thứ gì? Nghiêm Đào, gọi cho anh trai không nên thân của ta. Khánh Trần nhìn núi lửa nói, nếu thứ kia leo ra hoặc phần lớn vật thí nghiệm vượt qua núi lửa ở phương Nam, hàng rào 113 lập tức nguy hiểm. Tâm phúc được gọi là Nghiêm Đào giật mình. Chẳng lẽ Khánh Trần cảm thấy hàng rào không thể bảo vệ được? Nghiêm Đào vô thức lấy điện thoại nhưng hắn phát hiện điện thoại vệ tinh không cách nào liên lạc được với bên ngoài. Núi lửa phun trào, sóng nhiệt đã lan tới khắp cảnh sơn. Phải biết ở cảnh sơn có rất nhiều núi lửa. Khánh Trần thấy thế liền nói, rời khỏi nơi này trước. Biển lửa như muốn mai táng cả cảnh sơn, chôn vùi tất cả bí mật của nó. Hứa Man nhận được lệnh lui binh tự động dừng bắn, lùi về phía sau. Họ không hề bối rối vì núi lửa bạo phát, ngược lại thân trong hiểm cảnh lại càng thêm chấn định. Trong khi đám người rút về phế tích, người bên cạnh ấn một nút điều khiển bên cạnh. Nháy mắt, rừng cây và thành thị được phân chia bởi một đường lửa. Tập đoàn Khánh Thị đã sớm chôn thuốc nổ xung quanh, triệu để cách ly vật thí nghiệm ở hướng Bắc. Vật thí nghiệm có mạnh mẽ tới đâu cũng phải chết hết non nửa. Đám còn thừa chỉ biết đứng cách một bức tường lửa nhìn tập đoàn Khánh Thị rút lui từ phía xa. Đám quái vật này không do dự quá lâu, lần nữa quay vào rừng, muốn vượt qua khỏi biên giới lửa này. Hứa Man thở hồng hộc quay lại bên người Khánh Trần. Hắn cúi đầu nói, thật xin lỗi, ta không thể bắt Hứa Hiển trở về. Không sao. Khánh Trần lắc đầu, lên xe đi. Chúng ta đi về phía tây, nơi đó có đường tới hàng rào 112. Nói xong, Khánh Trần quay người rời đi, giày da nện gót trên mặt đất, thong dong phát ra âm thanh. Ở biên giới thành thị, nơi đó còn lại rất nhiều xe tải và xe việt dã cùng rất nhiều máy móc hạng nặng. Hứa Man không di chuyển. Khánh Trần quay đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ vì sao ta cứu ngươi? Ngươi không cần ảm động, chỉ là giao dịch mà thôi. Ta cứu các ngươi vì các ngươi vẫn hữu dụng. Hứa Man há miệng như muốn nói gì đó. Kết quả Khánh Trần cười, giữ lại lời thề thốt trung thành của ngươi đi. Ta chưa bao giờ tin những thứ như thế. Đúng lúc này, một chiến sĩ hô lớn, không tốt, xe chúng ta không dùng được. Các ngươi sang đây mà xem. Hứa Man sững sờ một chút, tình huống như thế nào? Xịt lốp thôi mà. Chúng ta thay lốp là ổn. Người kia đau khổ nói, không phải xịt lốp mà có người lấy bánh xe của chúng ta đi rồi. Hứa Man, Khánh Trần. Nguyên bản Khánh Trần đang thong dong, nụ cười dần trở nên cứng ngắc. Hứa Hiển Sở, đây là lần đầu tiên ta muốn giết một người tới vậy. Hứa Man, lấy y phục tác chiến của ta tới đây.
Khánh Trần và Hứa Man biết Hứa Hiền Sở đào thoát về hướng Nam. Có điều họ không ngờ lại có chuyện này. Trong mắt Hứa Man, xịt lốp xe cũng không sao. Thế nhưng đối phương lại lấy luôn bánh xe của hắn. Bánh xe không còn, có nghĩa bọn họ phải đi bộ rời khỏi Cảnh Sơn. Cũng không có gì nguy hiểm cả. Chỉ là người mặc âu phục trắng sẽ có phần chật vật mà thôi. Hứa Man đứng sau lưng Khánh Trần nói, nhiệm vụ lần này thấy bại có thể khiến ngại bị người của tập đoàn xử phạt. Khánh Trần chẳng chút để ý. Không sao, đám lão đầu tử đó cần người làm việc cho họ. Cùng lắm thì không cho ta làm việc một thời gian thôi, nên xử lý tên Nhâm Tiểu Túc kia thế nào? Hứa Man hỏi, nếu hắn không chết ở Cảnh Sơn, nhất định sẽ nghĩ cách quay về hàng rào 113. Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói, khi điện thoại khôi phục thì báo La Lam chú ý một chút. Còn xử lý thế nào ta vẫn chưa nghĩ ra. Còn nữa, để La Lam nhanh chóng chuyển Trương Cảnh Lâm đi. Người này không thể chết trong tay chúng ta. Người khác muốn ám sát thì ra tay trên đường là được. Chuyện chém rớt bánh xe là do Nhâm Tiểu Túc làm. Khi đó tập đoàn Khánh Thị lo đối chiến với vật thí nghiệm, ra để không mà không chém là ngu. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc bị Khánh Thị đuổi theo lâu như thế, hắn không báo thù thì chịu không được. Núi lửa vẫn liên tục bạo phát sau lưng. Ánh trăng trên không bị bao phủ bởi một tầng khói mờ. Dường như khí thế núi lửa phun trào ngày càng mãnh liệt. Nhâm Tiểu Túc có chút khó hiểu, sinh vật gào thét trong miệng núi lửa rốt cuộc là thứ gì. Đến cùng nó vẫn không hiện thân. Lúc Nhâm Tiểu Túc rời khỏi phế tích, hắn thấy Khánh Thị đã cho nổ biên giới rừng và thành thị. Nhâm Tiểu Túc lần nữa hiểu được sự đánh sợ của vũ khí nóng. Nhâm Tiểu Túc vẫn một đường đi về phía nam. Hắn nghĩ khả năng cao trên đường sẽ gặp vài vật thí nghiệm đi riêng. Nếu không phải một ổ như lúc trước, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc cũng không quá sợ. Với thể lực, tốc độ kết hợp hắc đao trong tay ảnh tử, lực phá hoại khó mà đánh giá được. Hai năng lực chồng lên nhanh tạo thành tổ hợp cực kỳ lợi hại. Đây là con đường tương lai Nhâm Tiểu Túc sẽ đi. Có điều hẳn con đường phải quan cao khúc chiết hơn. Đoạn đường đi từ hướng Nam tới hàng rào 113 này nguy hiểm nhất không phải vật thí nghiệm mà là bọ mặt người và đàn sói. Nhâm Tiểu Túc nằm trên lưng ảnh tử dưỡng sức dọc đường đi. Bước đi của ảnh tử không chút chậm trễ, nhanh tới mức để lại tàn ảnh. Như thế khiến Nhâm Tiểu Túc trông chẳng khác nào người tàn tật cần dựa vào người khác cả. Có điều Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không để ý. Không lâu sau hắn quay lại hang động họ từng ở. Kết quả phát hiện trên tường có một dòng chữ nhỏ xinh xắn, ta lấy lại rồi. Lúc trước không có dòng chữ này, vết khắc rất mới. Trong trí nhớ Nhâm Tiểu Túc, hôm đó xuất phát, Dương Tiểu Cận đi phía sau hắn. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy dòng chữ xinh đẹp này là do nàng ấy khắc xuống chọc gheo mình. Đùa dai thật, Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn rồi tiếp tục đi về phía nam. Một giờ sau, Nham Thạch một đường chạy dọc theo phía nam. Cả Cảnh Sơn biến thành một biển lửa. Nhâm Tiểu Túc nghe được âm thanh rầm rú của dã thú thấp thoáng từ sau. Dường như chúng đang chạy tới bên này. Có điều những chuyện đó không có quan hệ gì tới Nhâm Tiểu Túc cả. Lúc đi rất chậm khi về lại nhanh. Chỉ nửa ngày Nhâm Tiểu Túc đã tới trước hẻm núi. Hắn nhìn hẻm núi trước mặt cùng ánh sáng phản chiếu trên vách thì không do dự nữa. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì bọ mặt người hay đàn sói cũng không thể đuổi kịp Nhâm Tiểu Túc. Ảnh tử cõng Nhâm Tiểu Túc lướt qua hẻm núi như đang bay. Bọ mặt người trên vách núi cảm nhận được hơi thở của nhân loại thì chen chúc xông ra. Kết quả vừa ra tới nơi Nhâm Tiểu Túc đã chạy khỏi hẻm núi. Bọ người người nằm trên vách đá im lặng nửa ngày. Cặp râu đụng đụng nhau như đang trò chuyện. Hắn một thân một người đi qua. Chỉ có một người thôi. Một khắc rời khỏi hẻm núi, sắc trời cũng vừa tảng sáng. Trên trời ánh lên một vòng kim sắc. Nhâm Tiểu Túc nhìn mà có chút thất thần. Hành trình tới Cảnh Sơn lần này hắn thu hoạch rất lớn, có điều thời gian lại quá dài. Cũng không biết Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ ở nhà thế nào rồi. Trong lòng Nhâm Tiểu Túc có chút nôn nóng. Trong mơ hồ, Nhâm Tiểu Túc cảm giác được trong rừng có dị động. Hắn sững sờ một chút mới phát hiện đàn sói kia vẫn hoạt động gần hẻm núi, phảng phất như đang đợi hắn quay lại. Ngay sau đó,
đàn sói thấy ảnh Tử Cộng Nhâm Tiểu Túc chạy xuyên qua chúng nó, thậm chí còn không để chúng có cơ hội phản ứng. Đàn sói dừng bước lẳng lặng nhìn bóng lưng khuất dạng của Nhâm Tiểu Túc, tốc độ nhanh hơn cả chúng. Lang Vương im lặng, chúng đã đợi nhiều ngày như thế mà. Các bạn đang nghe truyện đệ nhất danh sách tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 100: Nhân sinh quan sụp đổ. Lục Nguyên, ngươi xem ta mang cái gì tới cho ngươi nè. Vương Phú Quý chưa tới nơi mà tiếng đã vang xa. Nhan Lục Nguyên nằm trong ổ chăn mở mắt, sống chết không muốn rời giường. Tiểu Ngọc Tỷ ngồi xếp đồ bên cạnh nói, rời giường đi Lục Nguyên. Không chịu, ta muốn nằm một lát nữa. Nhan Lục Nguyên lẩm bẩm. Tiểu Ngọc Tỷ cười nói, nếu mỗi ngày ngươi dậy sớm hơn 15 phút, một năm ngươi sẽ có thêm 90 tiếng. Ngươi có thể dùng thời gian này là chuyện mình thích. Chuyện ngươi thích nhất là gì? Nhan Lục Nguyên nghĩ cả buổi rồi nói, ta thích nhất là ngủ à. Mau đứng lên. Tiểu Ngọc Tỷ cau mày, so với anh trai ngươi, chỉ có càng làm người ta giận thêm. Nói xong, Tiểu Ngọc Tỷ đi tới xốc chăn Nhan Lục Nguyên lên. Độ ấm trong chăn nhất thời tiêu tán, Nhan Lục Nguyên chỉ có thể miễn cưỡng rời giường. Bây giờ đã vào đầu đông, mùa đông thời tiết rét lạnh. Trong trí nhớ Nhan Lục Nguyên, mùa đông hàng năm đều có người chết cống ở đầu đường hoặc chết cống trong lều của mình. Túp lều được làm bằng cành cây hoặc khung sắt, bốn phía được bọc vải rách, căn bản cản không nổi gió. Những năm trước hắn và Nhâm Tiểu Túc đều ở trong lều lạnh run. Nhâm Tiểu Túc hận không thể mặc hết y phục mùa hè lẫn mùa đông lên người Nhan Lục Nguyên. Có điều dù như thế vẫn lạnh vô cùng. Bất quá mỗi lần nhớ tới chuyện này, Nhan Lục Nguyên đều rất vui. Nhan Lục Nguyên nhớ tới lời Nhâm Tiểu Túc nói, con người vui vẻ không phải vì hưởng thụ mà vì thống khổ. Khi nghe đau khổ tới không cách nào chịu nổi mà bỗng nhiên nếm được tí ngon ngon, ngươi sẽ liều mạng muốn sống. Vị ngọt kia chẳng tính là gì, có điều một khắc đó với ngươi chính là khoái hoạt lớn nhất. Đôi khi Nhan Lục Nguyên cảm thấy, nếu Nhâm Tiểu Túc ở trong hàng rào, hắn sẽ trở thành một triết học gia theo lời của Trương Tiên Sinh. Vương Phú Quý cầm hai củ khoai lang vào, hô to, Tiểu Ngọc à, ngươi và Lục Nguyên mỗi người một cái, nhanh ăn lúc còn nóng đi. Phú Quý thúc, Nhan Lục Nguyên nhận lấy khoai lang, sao ngươi thích ăn khoai thế? Suốt ngày chỉ toàn khoai nướng. Vương Phú Quý hớn hở nói, khi còn bé ta ở hàng rào 107 từng trải qua một vụ mất mùa. Ta theo cha một đường trốn tới nơi này nương nhờ thân thích. Bên ngoài chưa nguy hiểm như bây giờ. Có một lần chúng ta đào được hai củ khoai lang ở trong rừng, cha nướng cho ta ăn. Khi đó ta cảm thấy khoai lang là món ngon nhất trên đời. Từ đêm nổ súng đến giờ, Vương Phú Quý khoác áo xông tới đút tiền cho Vương Tổng Dương thì Nhan Lục Nguyên đã thay đổi cách xưng hô với hắn. Vương Phú Quý cũng phát hiện chuyện này, vì thế còn vui mừng một hồi. Hắn rất thích hai anh em nhà này. So với nhi tử ngốc Vương Đại Long của hắn thì thông minh hơn nhiều. Những năm nay hắn tận mắt nhìn Nhâm Tiểu Túc dẫn theo Nhan Lục Nguyên vùng vẫy sống sót, cũng thật tâm thương cảm cho hai anh em. Vương Phú Quý nhìn Lý Tiểu Ngọc và Nhan Lục Nguyên ăn khoai nướng rồi bỗng đánh giá học đường. Lần này Trương Tiên Sinh đi, thị trấn của chúng ta không còn lão sư nữa. Nhan Lục Nguyên nguyên không quan tâm nói, có sao đâu, sau khi anh trai ta về hắn sẽ dạy học tiếp. Trương Cảnh Lâm đã bị La Lam xem như củ khoai lang nóng bỏng tay dẫn đi. Việc này khiến lưu dân trong thị trấn oanh động một hồi. Xe bán tải và xe Việt dã dừng lại trước cửa học đường. Vị La đại nhân trong hàng rào vốn ngạo mạn là thế, nay đứng trước Trương Cảnh Lâm chẳng khác nào một thái giám trong sách. Nhóm lưu dân cũng chẳng ngờ Trương Tiên Sinh lại có lai lịch lớn như thế. Sớm biết họ đã chẳng mang tiền học phí mà cho con mình tới đó học rồi, vạn nhất có thêm được chút quan hệ gì đó thì sao. Nghĩ tới đây, vô số lưu dân hạ quyết tâm cho con mình đi học. Logic của lưu dân rất đơn giản, họ cho con đi học không phải vì tri thức mà là vì quan hệ. Có điều không như họ tưởng tượng, La Lam vừa tới đã dẫn Trương Cảnh Lâm đi. Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ đứng trong học đường chẳng khác nào không khí. Dù Trương Cảnh Lâm đi rồi nhưng Vương Tổng Dương cũng không tới tìm họ gây phiền toái. Có điều vấn đề ở chỗ,
Tuy không ai gây phiền toái nhưng ngoài cửa khẩu lại có không ít lưu dân bán hoa quả, bán rau củ mà Vương Phú Quý từng gặp qua, hoặc một vài công nhân bình thường trong nhà xưởng nhưng nay lại như không quen biết. Lúc này Vương Phú Quý mới ý thức được một điều. Hàng rào quản lý thị trấn không đơn giản như họ tưởng tượng. Sớm đã có lưu dân trở thành cơ sở ngầm cho hàng rào. Ngày thường họ chỉ là lưu dân bình thường. Chỉ khi nào trong lưu dân có người muốn tạo phản, liên hợp bãi công, cơ sở ngầm sẽ báo ngay cho hàng rào để người quản lý biết là ai giở trò sau lưng họ. Khó trách hai lần bãi công trước đều bị tư quân chặn lại trong chớp mắt. Nguyên lai là có nội ứng. Vương Phú Quý nhớ hết những nội ứng này để sau này không đắc tội, cũng không thể nói lời thật lòng với người khác nữa. Người đứng ở cửa theo dõi không chỉ có lưu dân, còn có vài người trông hung hãn hơn cả binh sĩ. Vương Phú Quý đoán khả năng cao đây là người của tập đoàn. Nói tới Nhâm Tiểu Túc, Vương Phú Quý nhíu mày. Lúc trước có công nhân nhà xưởng gần Cảnh Sơn quay về bảo bên đó có động tĩnh. Núi lửa Cảnh Sơn bạo phát, phía trên Cảnh Sơn đều là mây đen. Nhà Lục Nguyên lại nhẹ nhõm nói, chắc chắn hắn không sao. Vì hắn đã hứa nguyện, nguyện dùng tính mạng của mình bảo vệ Nhâm Tiểu Túc một đường bình an. Hiện tại hắn không chết, nói rõ Nhâm Tiểu Túc không sao. Loại chuyện này nói ra e rằng Vương Phú Quý và Tiểu Ngọc Tỷ không tin. Hơn nữa Nhan Lục Nguyên sẽ không tùy tiện nói bí mật của mình ra. Vương Phú Quý suy nghĩ một lát, vật thì Nhâm Tiểu Túc này đúng là tại họa ngàn năm mà. Thế nhưng vào lúc này, Vương Phú Quý đột nhiên cảm giác cả người ớn lạnh. Hắn đè nghi ngờ trong lòng xuống, hạ giọng nói với Nhan Lục Nguyên và Tiểu Ngọc Tỷ, tốt nhất các ngươi nếu cẩn thận một chút, muốn rời khỏi thị trấn thì nói ta biết, ta sẽ nghĩ cách giúp các ngươi. Ta thấy khả năng cao những người này không nhắm tới các ngươi mà nhắm tới Nhâm Tiểu Túc. Vương Phú Quý là một người tinh danh. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy những người đứng trước cửa đó như đang giăng lưới chờ ai đó. Trương Cảnh Lâm đã bị đưa đi. Tấm lưới này giăng ra không vì Nhâm Tiểu Túc thì vì ai? Họ bắt Nhâm Tiểu Túc vì cái gì? Tiểu Ngọc Tỷ thiếu chút nữa kinh hô. Vương Phú Quý suy nghĩ hồi lâu rồi nói, có thể Nhâm Tiểu Túc đã gây nên chuyện gì đó ở Cảnh Sơn. Rất khả năng. Vương Phú Quý cảm thấy Nhâm Tiểu Túc không chỉ gây họa cho dàn nhạc mà còn gây họa cho Khánh Thị nữa kìa. Lúc này Khánh Trần đang đứng ở trên sườn núi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, phải đi bao lâu mới tới hàng rào 112 hả? Hứa Man cảm thán, ông chủ, ngay cả ngài cũng bắt đầu chửi tục rồi. Khánh Trần phiền muộn lên tiếng, nhân sinh quan sụp đổ à? Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện đệ nhất danh sách tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.